Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rễ Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay là chiều ngày 24 tháng 12 năm 2018. Thì kính chúc mọi người có một ngày Noel thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình, cùng những người thân yêu của mình. Đó, thì hôm nay bà con đi rừng về trúng được một lô long tu đá và em đã chia phần ra rồi để cho các bạn, các anh chị có nhu cầu đặt mua về làm giống chúng ta mua luôn nhé. Và thằng long tu đá này là long tu đá của rừng Con Tum nhé mọi người. Thằng này lâu lâu mới có thôi chứ không phải là có nhiều đâu. Đó, thì em sẽ đi quay cận cảnh từng phần cho mọi người xem nhé. Đó, em cũng chia ra thành từng phần rồi. Đó, thì thằng long tu đá thì mùa này nó cũng đã xuông lá rồi nhé mọi người, và chờ sổ hoa thôi. Cái mùa hoa của thằng long tu đá thì nó tầm rơi vào tầm tháng 3, tháng 4. Đó, cây đi về trong ngày nên rất là xanh tươi, những cái mảng bám rêu của nó trong rừng nè. Thằng long tu đá Con Tum thì hoa rất là đẹp nha mọi người. Mọi người chưa biết mặt hoa thì có thể lên Google để search. Thằng này thì thân của nó nhìn mới nhìn sơ sơ thì mới các bác, các anh chị nào mới tập chơi thì có thể là bị nhầm với giả hạt. Tuy nhiên thì cái đặc điểm nó cũng có đặc điểm khác biệt so với giả hạt, nó là những phần thân đây nè, nó có hay có thân tơ, nó có hay có những cái đường sọc này, được sọc trắng vậy, và cái bóp vào thân thì cảm giác nó cũng mềm mềm hơn là thân của giả hạt. Một phần rất là nhiều, mọi người về tha hồ trồng nhé. Những lớp rong rêu rừng này. Đợt này thì bà con đi không có giả hạt, tuy nhiên là trúng được cái lô long tu đá này, nói chung về cũng bù lại được cho chi phí chuyến đi. Đó, từng phần vài tha hồ mọi người về tha hồ trồng nhé. Mọi người cái thằng long tu đá này thì trồng cũng tương đối dễ trồng thôi, mọi người về có thể ghép gỗ lũa hoặc là giớm. Nói chung ghép giớm thì càng tốt. Trồng thì cũng giống như các loại lan khác thôi, tưới tiêu thì cũng bình thường. Mọi người có thể trồng ở dưới lưới che nắng, tránh ánh nắng trực tiếp là được. Đó, đây chúng ta về trồng thì chờ sổ hoa thôi nha mọi người. Đó, cái mùa này là bắt đầu xuông lá, nó tích trữ dưỡng nó xuông lá để nó chờ sổ hoa thôi. Và em báo giá luôn là cứ một phần là có giá 200.000 nhé mọi người, 200.000 cho một phần long tu đá của Con Tum. Đó, mọi người có nhu cầu mua thì cứ nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Mọi người chỉ cần nhắn tin với cú pháp là họ tên nè, địa chỉ rõ ràng tí nhé mọi người, kèm theo số phần long tu đá muốn mua. Nếu còn thì em sẽ nhắn tin báo lại với mọi người nhé. Rồi, và hôm nay thì cũng không có nhiều đâu, chỉ có mười mấy phần thôi, chắc là cũng sẽ nhanh hết thôi. Mọi người cứ nhắn tin sớm cho em nhé. Các bác, các anh chị nào lớn tuổi ví dụ mà không biết nhắn tin thì có thể gọi điện liên hệ trực tiếp với em nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người có một kỳ Giáng sinh thật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào và tạm biệt mọi người.